cụ cơ bản để mình có thể chơi con sờ ba cơ bản, nói chung là cơ bản. Đây là găng ba ngón này. Găng này thì mình dùng làm để mình lắm chim, mình lém đây, tránh mồ hôi, mình cầm lắm không thích, mình cầm săn thì mình dùng cái găng này cho nó bọc được. Đây là mũ, nói chung là có mũ được, không dùng mũ được. Con này nhỏ không cần thiết, nhưng mà mình dùng đúng lúc mình cần nó đứng yên thì mình sẽ đội mũ cho nó, cho nó không đứng yên. Còn đây là Z, dây buộc này. Z này mình làm mình rất là mỏng nhỏ. Đấy. Giờ là lắp trên chim. Và một cái nữa là rất quan trọng đây nhà, máy cuốn cước, máy cước ấy. Thì dòng này là mình chỉ mang linh rồi đi săn thôi, không tập gọi về tay nên là mình sẽ dùng cước. Và thật ra nếu mà tập gọi về tay thì cũng được, nhưng nó sẽ mất công hơn. Nhưng mà ví dụ con mồi của nó rất là nhỏ, ví dụ những con sẻ nếu mà nó bắt mà nó tha lên cây mà nó đừng nó ăn xong thì thôi chắc khỏi gọi anh em ạ. Là tốt nhất là phải dùng cuộn cước. Đây là em spa vừa mới về. Spa thì con hạng như nhau cả, chẳng khác nhau, chủ yếu là chim không tật lỗi thôi. Còn con hạng được, không phải, mình không nhất thiết nó phải đấy, miễn là chim không tật lỗi lông lá chân cẳng là được. Chim thường về là đầu tiên mình hay bấm cái móng nhọn này đi, tránh nha, tránh nó bấm vào tay rất là đau. Bấm cái đầu nhọn thôi. Cái đầu nhọn này như kim, nó đâm vào tay rất là đau. Mình sẽ đeo Z cho nó ra. Z mình làm cái kiểu này nó rất là tiện. Đấy, đeo vào xong rồi dùng cái dây này kéo là được. Đấy. Cắt móng rồi nhưng mà nó mà quắp vào tay thì cũng rất là đau. Nếu chim mới về mà lông lá bẩn hoặc là cứt kiếp bẩn thì anh em
thể ngâm nó vào một cái ấu nước nóng, ấu nước nóng nhá, ngâm ngâm cái lông đuôi này, những lông gãy hoặc lông bẩn nó sẽ phục hồi tương đối tốt. Nước nóng nhá, nước nóng thì những cái đoạn gãy gãy hoặc lông nó bết cứt thì nó sẽ bơ, lông nó đúng cái đầu cánh luôn. Đừng nó dùng vào thịt lại tuột hết cả lông, dùng đầu cánh và lông đuôi thôi. Nước nóng này những lông gập cũng bị gần như gãy, ngâm cũng phục hồi rất là tốt. Người khô lông là sẽ lại được. Con này của mình mới bắt nó đang thay lông dơ, lông đuôi cũng dơ này. Thế nào để nuôi và huấn luyện một con sở ba săn sẻ? Thì sau đây mình sẽ chia sẻ với anh em một chút kinh nghiệm của cá nhân mình để nuôi và huấn luyện một con chim sống khỏe mạnh và đi săn với nó. Thì đây là kinh nghiệm của cá nhân mình thôi, vì mỗi anh em chơi có cách nuôi và cách huấn luyện khác nhau, thì làm sao để mục đích cuối cùng là vẫn để con chim sống khỏe mạnh và đi săn được với nó. Thì mình chia sẻ những gì mình biết, nếu những anh em nào mới chơi thì có thể vào xem để tham khảo. Còn những anh em nào đã chơi lâu và có kinh nghiệm thì có thể xem cho vui và có thể đóng góp thêm ý kiến ở phần bình luận ở bên dưới. Đang xem thì con chim của mình nó về đây hôm nay ngày thứ hai, ăn thì nó tương đối nó còn rụt rè sợ. Thường thì những con chim mới về thì mình có thể giữ, thì con chim có sẽ con nào nhanh thì nó sẽ ăn ngay. Còn con nào nó chưa ăn thì các bạn không phải lo, thì có thể là mình sẽ cho nó uống nước và để hôm sau mình sẽ giữ nó sẽ ăn. Nên khi mình cho ăn thì mình nên chọn những chỗ vắng người và giữ để con chim nó bình tĩnh thì nó sẽ ăn ngay. Thường thì con dòng này khi về là mình sẽ cho nó ăn mắc luôn, ăn thoải mái luôn, chứ mình không ép hay là mình không hạn chế thức ăn cả. Vì dòng này mình chơi ý, thì mình không ép nhiều, một chút thôi, chủ yếu là mang lên thật kỹ nha anh em nhé, rồi đi thử thái độ. Vì con nào mà nhanh sẽ phản ứng là sẽ đi săn luôn. Như mình đã nói thì quan trọng nhất cái dòng này thì nó là man linh, mình cần man linh thật kỹ, nên các bạn nếu có thời gian thì nên cầm nó trên tay càng nhiều càng tốt, rồi cầm ra chỗ đông người, cầm ra đường, cầm đi xe, sờ rồi vuốt nó thường xuyên. Những ngày đầu thì mình cần cho chim ăn ở những chỗ vắng, chỉ có mình và chim, để cho con chim có thể tập trung hơn, không hoảng sợ với môi trường xung quanh. Nhưng với quá trình man linh thì tiếp theo con chim đã dạn hơn thì mình nên tiếp tục cho nó ăn ở những nơi có người qua lại. Quá trình cứ tăng dần, rồi vừa đi vừa cho ăn ở chỗ đông người, rồi ngồi ngoài đường. Nói chung là mình sẽ cho nó ăn ở các môi trường khác nhau để cho nó quen dần, vừa man linh cả man linh lẫn ăn linh kết hợp. Anh em để ý con chim đến khi
cho chim ăn mà nó ăn mải miết, nói chung là nó tập trung ăn, không quan tâm gì đến môi trường xung quanh nữa, thì lúc đấy là thái độ của con chim đã khá ok, và anh em có thể bắt đầu đi để thử thái độ của nó xem phản ứng với những con sẻ đang nhảy nhảy ở ngoài đường thế nào. Mình thường cho chim ăn theo quy luật 24 giờ. 24 giờ là như thế nào? Thì ví dụ ăn lúc 2 giờ chiều thì 2 giờ chiều ngày hôm sau thì mình sẽ cho ăn. Khi con chim đã có thái độ tốt và cảm thấy có thể cho nó đi săn thì đến giờ đi săn của ngày hôm sau thì mình sẽ cho nó đi thử xem thái độ nó sẽ thế nào. Nếu con chim mà chỉ ngó mà chưa đuổi thì lên giảm một lượng thức ăn để hôm sau mình thử lại. Thường bọn này thì mình giảm rất ít, mình ví dụ lúc chim về có thể là trọng lượng cơ thể mắc là 100 gram thì mình chỉ giảm 10 đến 15 gram trọng lượng cơ thể nó thôi, ví dụ là xuống độ tầm 85 đến 90 gram thì con chim sẽ săn. Đấy là cách của mình. Còn người khác thì có thể là người ta sẽ giảm sâu nhanh hơn, giảm sâu hơn thì để con chim có thể nó ngoan nhanh hơn, có thể thái độ đi săn của nó sẽ nhanh hơn. Nhưng kèm theo đấy có thể giảm sâu quá thì con chim có thể dễ bị suy yếu, bọn này nhỏ mà suy yếu nhanh thì có thể dẫn đến chết. Thì mình cứ hình dung là con người mình ví dụ mà béo khỏe thì có thể có thể lực nó tốt hơn, nếu con người mình nó gầy ốm thì cái thể lực nó sẽ kém đi, con chim nó sẽ có thể không được bền. Thế là cái quan niệm chơi chim của mình thì nó là phải không nóng vội, chơi phải kỹ một tí. Đấy thì mình có thể giảm một chút để có thể hôm sau mình thử lại. Nếu anh em để con chim nếu mà nó ngó vào cái đầu nó rất muốn bay để đuổi con mồi thì có thể mình có dùng cái động tác là lắc tay nhẹ như là hất nhẹ để con chim nó bay đi, hoặc là có thể cứ để yên để tự con chim nó phản ứng nó đuổi, thì nó chỉ cần đuổi một lần thôi thì lần sau nó sẽ phản ứng tốt hơn con mồi khác. Man.